cải thiện sự hấp thu chất dinh dưỡng. Nếu người chơi ăn chuối xanh kém xuyên, chúng có thể giúp cải thiện sức khỏe ruột kết nhờ vào các axit béo chuỗi ngắn có trong chúng. Nghiên cứu nói rằng loại axit béo này có thể cải thiện năng lực hấp thụ các chất dinh dưỡng của cơ thể, đặc biệt là canxi. Giúp điều chỉnh huyết áp, chuối xanh có hàm lượng kali rất cao, là một khoáng chất rất quan trọng trong cơ thể. Kali hoạt động như một thuốc giãn mạch, nó có thể làm giảm sự căng thẳng trên mạch máu và động mạch của người chơi. Điều này có thể giúp ngăn ngừa các tình trạng như đau tim và bổng quỵ. Hỗ trợ tiêu hóa, mức độ tinh bột kháng trong chuối xanh cao khiến chúng rất tốt cho tiêu hóa trong dạ dày. Chúng chứa chất xơ có thể giúp ngăn ngừa đầy hơi và táo bón nếu ăn ở mức vừa phải. Điều này giúp hoạt động của đường tiêu hóa và đi tiêu dễ dàng. Chúng chứa vi khuẩn robotic rất tốt cho ruột của người chơi. Chuối xanh là thức ăn hoàn hảo cho vi khuẩn tốt. Những vi khuẩn này sống trong ruột của người chơi và tiêu thụ các chất từ chuối xanh sẽ giúp dạ dày và đường tiêu hóa khỏe mạnh hơn. Điều trị tiêu chảy, chuối xanh có năng lực điều trị và ngăn ngừa tiêu chảy. Tiêu chảy là do vi khuẩn, vi rớt hoặc nhiễm ký sinh trùng gây ra và ăn chuối xanh giúp chống lại những vi trùng này. Chuối xanh có thể giúp giải quyết các triệu chứng tiêu chảy nhanh chóng. Tốt cho bệnh tiểu đường, những người bị bệnh tiểu đường loại 2 có thể thêm chuối xanh vào trong cơ chế ăn uống của họ vì chúng chứa một lượng đường thấp. Một cơ chế ăn uống của một bệnh nhân tiểu đường cần phải có ít đường, do đó chuối xanh là thức ăn hoàn hảo cho họ. Ăn chuối xanh luộc để có kết quả tốt nhất. Tăng cường thảo luận chất, chuối xanh chứa các khoáng chất và chất dinh dưỡng quan trọng có thể giúp tối ưu hóa sự thảo luận chất bằng cách cung cấp một cơ sở carbohydrate ổn thỏa cho năng lượng. Chuối xanh cũng có thể đẩy nhanh quá trình đốt cháy calo trong cơ thể và do đó làm tăng sự thảo luận chất của người chơi. Giảm cân, thêm chuối xanh trong cơ chế ăn uống của người chơi có thể giúp người chơi giảm cân bởi vì chúng chứa tinh bột kháng thuốc sẽ giữ cho người chơi no lâu. Loại tinh bột kháng này ngăn chặn việc tiêu thụ quá nhiều carbohydrate và thúc đẩy giảm cân lành mạnh. Vitamin U, chuối xanh có hàm lượng vitamin U cao, trong đó có 39% lạnh trị vitamin U cần hàng ngày. Vitamin U đóng một vai trò quan trọng trong hơn 100 phản ứng enzyme trong cơ thể của người chơi. Vitamin U quan trọng cho sự xuất hiện hemoglobin và cung cấp kiểm soát lượng đường trong máu. Hỗ trợ chức năng thận, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng chuối xanh giúp duy trì thận khỏe mạnh. Chuối xanh có thể giúp duy trì sự cân bằng điện giải của cơ thể và cung cấp chức năng thận khỏe mạnh. Ăn chuối xanh kém xuyên hơn sẽ ngăn ngừa các vấn đề về thận, đặc biệt là ung thư thận.